Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác một mẫu phiên bản T-shirt Ballet. Đây là một cái dòng T-shirt phải gọi rằng là nó mang cho mình một cái mẫu thiết kế cũng vô cùng đẹp mà ngày trước em có làm rồi. Ngày trước em làm một cái video về cái con này rồi. Nhưng mà đợt đấy thì em làm thì em hết hàng luôn. Đấy, em làm thì có khách mua thì người ta mua hết rồi và em lâu lắm rồi thì em mới về được về thêm một con t-shirt ballet này để em gửi đến cho các bác. Con này là một con phiên bản t-shirt mạ màu vàng hồng và nó mạ full luôn ha các bác ha, full màu vàng hồng luôn, cho nên là đối với con phiên bản này người ta gọi là t-shirt ballet luxury. Con này đầu tiên em xin mạn phép em bóc cái siêu siêu mặt của nó ra nhá, để review chi tiết hơn cho các bác về cái siêu mặt con này. Con này thì đây, cái siêu mặt đây em để qua một bên, siêu mặt này cũng khá là quan trọng đấy. Con này đầu tiên chúng ta phải kể đến cái mẫu thiết kế. Thiết kế của con này là một con phiên bản mặt của nó là mặt tile màu trắng, và nó thiết kế với kiểu thứ nhất là viền bên ngoài được bo trơn này và có hiệu ứng chảy tia, còn viền bên trong ấy, viền nhỏ ấy, thì nó sẽ có trong mình những cái chi tiết giống như là dạng hình thoi đấy, một cái dạng hình thoi cho các bác, và nó đan xen nhau nhìn nó vô cùng là đấy, nhìn vô cùng là đẹp mắt và thuận mắt ha. Con này thì con t-shirt này thì nó sẽ có một cái logo t-shirt 1853 ở hướng 12 giờ, và ở dưới 6 giờ của nó thì nó sẽ có là Powermatic 80. Đấy, độ tích cót của những con t-shirt này thì nó lên đến 80 giờ tích cót cơ, cho nên là đã xài t-shirt thì không có cái vấn đề gì về cái độ tích cót cả, tại vì độ tích cót của nó quá lớn. Độ tích cót của nó lên đến 80 giờ thì các bác có thể hiểu rằng là các bác để qua 2 ngày đấy, 2 ngày 3 ngày nó vẫn không chết, thì khi mà được nạp các cót căng ấy thì để qua 2-3 ngày nó không chết là các bác biết rồi ha, là để là các bác biết được cái sự khủng khiếp của cái con đồng hồ t-shirt này là như thế nào. Và ở dưới của nó có ghi là chronometer. Chronometer ở đây chính là cái gì, là cái sai số phải gọi là nào, nó cực kỳ ít. Đấy, nó được chứng nhận là một trong những con đồng hồ có chronometer là có sai số cực kỳ ít. Sai số của nó dao động từ âm 4 giây đến dương 6 giây một ngày thôi. Cho nên là đối với những con phiên bản Thụy Sĩ, ví dụ như con Tissot Ballet này thì phải gọi là sai số của nó không cần phải chê vào đâu. Đấy, âm 4 giây đến dương 6 giây một ngày. Con này thiết kế khá là đơn giản khi mà nó sẽ thiết kế 3 kim, một ô lệch ở hướng góc 3 giờ, và cái con này thì các cọc giờ của nó là cọc kim, cọc giờ kẻ vạch, và chỉ có hai múi giờ quan trọng là 12 giờ và 6 giờ của nó thì nó sẽ đánh số thôi. Nó sẽ ghi ở dưới là Swissmade này. Đấy, Thụy Sĩ ha. Swissmade là sản xuất tại Thụy Sĩ, đắp ráp và sản xuất tại Thụy Sĩ luôn. Con này thì nó được trang bị trong mình một cái viền benzo ở bên ngoài, thì nó cũng sẽ được là một cái viền khá là tinh tế khi mà nó làm kiểu kiểu này là kiểu kiểu viền đá ấy các bác, kiểu giống như là viền đá ấy. Đó, cho nên là nhìn nó cũng vô cùng là thích mắt này về cái viền này. Và con này thì về phần thân của nó thì nó sẽ được phay xước ha, mạ vàng hồng VVD phay xước. Con này thì chắc chắn rồi, cỗ máy quá khủng khiếp mà không có cắt tay thì coi sao được đúng không các bác. Con này thì nó sẽ tích cót tầm 80 giờ, các bác vặn ra một nấc là các bác sẽ chỉnh lịch ngày nhá. Đấy, các bác chỉnh vặn từ từ giúp em thôi để tránh hại máy. Các bác nhấc ra hai nấc là các bác sẽ chỉnh được lịch giờ nhá, nhớ là chỉnh theo thuận theo chiều kim đồng hồ giúp em nhá, đừng chỉnh chỉnh theo ngược nhá, ngược kim đồng hồ thì nó sẽ vô cùng hại máy đấy. Con này đây, nó chạy rồi đây các bác. Con này thiết kế với một bộ dây thép đúc đặc và có 3 sợi chỉ phay xước, hai sợi chỉ phay bóng này. Đấy, và con này thì nó sẽ có, đầu tiên ở đây thì nó sẽ có mã hiệu của nó ha. Đây này, chronometer này, certified chronometer.
Còn mã hiệu của em này nó chính là đây, T này, T108 này, chấm 408 chấm 33 chấm 037 chấm 00. Đây là mã hiệu của nó, các bác có thể search trên Google. Và nó sẽ có một chút chứng, có những cái chứng nhận ở trên đây, chính là steel. Steel là thép của nó, toàn bộ làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L và PVD. Đây là đều là mạ vàng hồng PVD hết. Độ chứng nước của nó này lên đến 53, độ chứng nước 50 mét nước thôi. Tại vì những con Tissot Banet này thì nó nghiêng về dòng thời trang hơn, cho nên là nó không phải là dòng sport thể thao, cho nên là 50 mét nước thì nó cũng là cái độ chứng nước cơ bản đi mưa rửa tay thôi. Con này thì nó sẽ có sapphire, S là sapphire crystal ở trên cái phần thân kính này ha. Đó, à trên trên cái mặt kính này thì nó là mặt kính sapphire nguyên khối, cho nên là chống xước gần như là tuyệt đối. Về cái con phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái khóa bấm. Đấy, khóa bấm đến từ nhà T-shirt này. Đó, khóa bấm đến từ nhà T-shirt này. Ở dưới đây là cái đáy của nó này. Đấy, cho các bác xem về cái đáy này ha. Đáy của nó ở đây thì chính là nó có ghi là thông tin T-shirt này, rồi mã hiệu của nó. Đó, như các bác đã thấy, water system lên đến 53 50 mét nước. Còn ở đây là sapphire crystal. Đó, và stainless steel thép chuyên dụng chống gỉ. Đây là toàn bộ về những chi tiết về một con phiên bản T-shirt luxury ballet, một con ballet luxury. Và cái con này thì size mặt của nó, để em đo xem là size mặt của con này tầm bao nhiêu sẽ phù hợp với cổ tay của các bác nào. Cổ tay của các bác ở đâu đấy, con này size 41 các bác nhá. Size của con này là size 41. Đấy, 40.7 thì rơi vào tầm 41 thì sẽ phù hợp với cổ tay của những anh em trên dưới 16, đeo những con này thì vô cùng hợp. Ví dụ như cổ tay của em đây là cổ tay 16. Đấy, cổ tay 16 đeo con này sang không các bác, nhìn nó quá sang luôn đấy chứ. Tại vì màu vàng hồng này là một trong những màu luxury, cho nên là nhìn nó không thể chê vào đâu được về cái màu này rồi. Đấy, tại vì cái màu vàng hồng là một trong những cái màu mà em phải gọi đánh giá cực kỳ cao về những con phiên bản T-shirt màu vàng hồng. Nó mang trong mình một cái bản màu mà phải gọi là nhìn nó vô cùng sang luôn. Đấy, nó sang trọng, nhìn đeo lên người và mặc một cái bộ, chỉ cần một bộ vest thôi mà đeo trên người một con T-shirt luxury màu ballet vàng hồng này ấy, thì phải gọi là cực kỳ sang. Mà giá trị của những con t-shirt này cũng đâu có rẻ đâu. Con này thì hiện tại bên em đang gửi đến cho các bác, nếu như các bác mua ở ngoài thị trường bình thường thì giá của nó đâu đấy 20 đến 25 triệu, nhưng mà đến với bên em thì giá của nó cực kỳ rẻ. Em sang sale tại thị trường Thụy Sĩ về thì em có giá rẻ thôi. Em gửi đến cho các bác mức giá của nó là 10 triệu 200 nghìn đồng. Các bác nào quan tâm về cái mẫu này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em, 10 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.